Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở lần video này thì Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ Cái Bang Hùng Cuồng, tăng trưởng môn Cái Bang cho anh em xem nha anh em ơi. Và ở tháng vừa rồi thì anh ta dành cho mình cái hạng đó là tăng trưởng môn của môn phái Cái Bang. Và anh em cùng xem sơ xét đồ. Anh ta đang sử dụng với mình hai món vàng, đó là một cái áo đỉnh quốc phục hồi 50, sức lực 200. Thực sự cái áo này ở server là hơn 20 triệu đó anh em, hơn 20 triệu đó anh em. Nhưng em có theo dõi cái vừa rồi được cái đợt đồ tốt vừa rồi thì cái áo này chỉ giá hơn 20 triệu đó anh em. Thực sự quá gơ. Rồi. Tiếp tục đó là một cái cây bổng tốc 30, sát thương 30 dòng 1. Cái bổng này thì xem ở server này chắc bằng hơn 10 triệu anh em ơi, cái bổng này hơn 10 triệu. Bổng này hơn 10 triệu. Rồi, con phi dân này là hơn 10 triệu nữa nha anh em. Trời ơi, xét đồ này thực sự là anh em là những trang bị khác. Phần thưởng này là hạng top 1 đô cấp nha anh em. Top 1 của bang hội cấp độ 100. Top bang hội cấp 100. Top 1 của bang hội khi đạt đến cấp 120 người đầu tiên. Và đang sử dụng với mình một cái nón sinh lực nội lực 16 117 và kháng hỏa 14.40. Một cái chuyền kháng tất cả 6, không bằng 7, và cái chuyền thì chưa được đẹp lắm anh em ơi. Một bao tay 540 sinh lực lực. Một nhẫn khăn lôi 19 và may mắn 4, khá là đẹp luôn. Một đôi giày tóc 36 và khăn lôi 28. Một đai lưng 2540, đai lưng này vị trí phải bèo lắm, phải 1 triệu anh em, ít nhất phải 15 kim đai lưng này. Quá đẹp, đai lưng này thực sự quá đẹp, đi năm hành của cái băng bổng thì quá đẹp. Một nhẫn khăn băng 15 và giống độc 30, sinh lực lực luôn. Một ngọc bội 540. Đỡ mà nói là server thì ngọc bội này cũng dạng ở hàng no server anh em ơi. Điểm trên đầu của ngón tay anh em ơi. Và những ngọc bội như thế này nó sẽ xem tầm giá từ có thể từ 2 đến 5 triệu anh em, tùy người bán cũng như là tùy người mua. Đó. Nói chung là set đồ này thực sự là quá đẹp anh em ơi. Hiện tại đang có cho mình 80 điểm chậm. Bao tay và ngọc bội và có cho mình 40 chón từ cái nón. Và có cho mình là cái này cũng có một cấp từ mặt nạ. Và kèm cái này cũng có từ phi phong. Đó. Và một cái ấn tín tăng trưởng môn kỹ năng phi long tại thiên một cấp cũng như là thiên hạ vô cấu một cấp. Đó. Quá chắc luôn em ơi, kỹ năng 9x hiện tại thì ếch này quá khủng em ơi. Và đang sử dụng mình một cái sinh lực 200. Chung thì tổng sơ qua set đồ này thực sự anh em là hơn, có thể nói đây là một set đồ khá chắc ở server này nha anh em. Server này server S8 Phật Sơn Ký Sử, trang chủ game công thành chiến xưa .net nha anh em ơi. Server này hoạt động một tay thôi mọi người. Và những giá trị cũng những món đồ như thế này thực sự anh em là gọi là nằm ở cái dàn gọi là hàng no của server nha anh em. Rồi, chung tổng set đồ cả người này nọ thì ạc này lên đến hơn 50 triệu anh em à. Một cái ạc quá khác anh em à, hơn đến 50 triệu. Và đang sử dụng mình là một kỹ năng, hai kỹ năng. Kèm với cái ca nhắc cỡ trên đầu nữa thì ạc này đang sử dụng mình ba kỹ năng cũng có. Thực sự là một ạc quá khủng khiếp. Với sở hữu như thế này anh ta có thể ở trong trận tổng kim lúc này khai thấy anh ta quất luôn cả thiên banh luôn anh em à. Quá ghê. Rồi. Anh em xem video này đừng quên ở lại cho cái bang Hùng Cuồng một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của Di Khải Gaming và cùng nhau theo dõi những video tiếp theo từ kênh của Khải vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày nha anh em.